Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em yêu audio trên cả nước. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em ba chiếc đầu giải mã của Soli MDS GE700, hai vàng một đen. Ba con này được thiết kế mặt phay nhôm, điện 100V, hàng Nhật nội địa và sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản. Bây giờ em sẽ quay về hình thức cho các bác xem từng con một. Rất đẹp luôn. Ba con này xài mắt KMS260, mắt phổ thông của Sony nhé. Nên là con này cũng giải mã không cần mồi. Về mắt mũi thì các bác cứ yên tâm, góc cạnh rất đẹp. Chất âm con này tiếng bass rất là tốt. Đường vào gồm có hai đường quang, một đường cốt và một đường AV. Đường ra thì một đường AV và một đường quang. Ba con này về hình thức thì là đẹp như nhau. Bác nào thích ghép về, bác nào thích có bộ màu đen thì ghép con màu đen, bộ màu vàng ghép con màu vàng. Đây. Đây là hai con ở dưới này. Tất cả ba con này đều là thu phát ok nhé, các bác cứ yên tâm. Đây, cho nó cái đĩa trên vào. Đấy. Đây, chạy luôn này. Đọc đĩa thì ok nhá. Bây giờ các bác cách xóa đĩa này, các bác ấn nút edit low thì trên mặt quắc hiện chữ on red, thì các bác sẽ ấn yes hai lần cho em thì nó hiện chữ blank disc. Khi các bác xóa và ghi đĩa thì các bác lên cho đĩa ra để xóa chương trình khỏi đĩa và ghi chương trình vào đĩa, tránh hiện tượng bị lỗi. Đây, bây giờ sẽ cho đĩa vào. Đấy, thì khi ghi đĩa thì các bác ghi từ TV, các bác ấn nút rách cho em vào đây. Chẳng còn yên nhìn môi hiên thì còn nhiều thắng thiên và mơ. Tôi kể chuyện
sẽ chạy lại cái đoạn vừa rồi em ghi cho các bác này. Thì các bác cho đĩa sẽ lưu vào này. Đấy, thì em đã test là thu phát ok này. Và khi các bác giải mã thì các bác ấn nút rec cho em thôi. Với bao nỗi buồn mừng vào đời, xưa gầm lại nên thắng môi em tiến hèn hồ, tìm lại ngày mơ. Đã vì là vì ban đầu ta gần nhau, nói nhau nghe câu chuyện cũ, tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời, giờ gặp lại nếm thắm môi em tiếng hẹn hò, tìm lại ngày mơ. Chức năng của một con đầu giải mã em đã test ok. Bác nào có nhu cầu liên hệ đến em 0966724489 để được tư vấn các sản phẩm về DAC. Xin chào các bác.